Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì bữa giờ các anh chị và các bạn nào tài chính của mình hơn 400 một tí xíu thôi, cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ thì lấy ngay em này nha. Thì bên cạnh Toàn đây là Suzuki Ertiga các anh chị, số tự động đời 2019 nha. Nhập Indo nguyên chiếc đi mới có 66.000 thôi ha. Bên Tiền thì đang bán em này với giá là 429 triệu nè. Thì bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu xám các anh chị. Màu này cũng khá là đẹp ha. Không gian hơi chật một tí xíu nha các anh chị. Nhà mình xe không rõ thì thông cảm giúp Tuyền ha. Liên hệ thì sẽ gửi một bộ ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem. Nước sơn thì cũng khá là liền lạc đồng màu từ trước ra sau, không có bị trầy xước gì hết ha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng ở đời này nữa. Thì cái việc mà trầy xước dâm dâm nhẹ nhẹ một vài chỗ hay là dầm tút ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị ha. Em này biển 72 Vũng Tàu các anh chị, 38114 nè. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha, đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị. Nắp capo là không có bị trầy xước gì hết ha. Em này giá mềm mềm nè, vừa có thể đi gia đình vừa có thể kinh doanh chạy dịch vụ được, vẫn được các anh chị ha. Cản không có trầy gì hết, mica đèn còn rất là trong, rất là đẹp ha. Vỏ vẫn còn là vỏ zin theo xe các anh chị, độ gây gió cũng còn tương đối ha. Mâm là không có bị trầy xước gì hết nè. Đấy, mâm rất là đẹp các anh chị. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 12 của năm 2023 nha. Có dán phim về mưa, tay nắm cửa thì mạ rơm và có nút mở cửa một chạm ha. Bên hông xe là không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết các anh chị nha. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm nè. Phía sau mica đèn còn rất trong, rất đẹp, không có cái gì bị bể hay là bị vô nước ố mờ gì hết nha. Để Tiền xem phía sau thì đã có cam lùi và có cả miếng lùi đầy đủ cho mình sử dụng. Nhìn sơ phần gầm bệ giúp Tuyền luôn các anh chị nha. Đây, gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết nha. Lớp dự phòng cũng còn khá là đẹp ha. Em này máy 1.5 các anh chị, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 4 lít rưỡi cho tới 5 lít rưỡi thôi. Rồi, ở đây thì Tiền thấy có một cái cam hành trình. Cam hành trình của anh chủ nhà mình lắp thêm các anh chị ha. Đấy, cam trình trước sau nha. Phần nỉ nè, rất mới các anh chị. Phần nhựa bên trong không có bị trầy xước gì hay là hao mòn gì nhiều hết các anh chị ha. Nhà mình không đi full người thì mình gập ghế xuống như thế này mình để được một khoảng để đồ khá là lớn nha. Nhìn sơ giúp tôi những phần nhựa bên trong nè, hộp để ly nè, không có trầy xước gì hết các anh chị. Đấy, bên kia cũng vậy luôn, đẹp lắm đó. Rồi đây, đồ nghề con đội tay quay, đồ nghề thì còn khá là đầy đủ các anh chị ha. Đấy, dưới này thì có ngăn để đồ nè, nhựa lấy đồ ra vô cũng không có bị trầy xước gì hết các anh chị ha. Rồi nhìn sơ giúp Tuyền một vòng ốc cớp cũng như là keo chỉ cớp nhé, nguyên zin hết rồi các anh chị. Bên Tuyền thì nói không với xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm các anh chị nhé. Rồi nhìn sơ giúp Tuyền nè, đấy keo chỉ nguyên zin. Thật sự thì kiểm tra đây là kiểm tra để các anh chị nhà mình xem vậy thôi, chứ xe bên Tuyền thì đã được mấy anh kiểm tra rất là kỹ rồi thì mới mang xe về để phục vụ cho các anh chị ha. Rồi tiếp tục các anh chị, mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất nhé. Ghế thì anh chủ bọc cho mình ghế da, ghế da tông màu đen viền chỉ màu đỏ các anh chị ha, còn nguyên bản của nó là ghế nỉ nhé. Sàn nguyên bản có tách bi sàn ở trên trần là trần 5D các anh chị, trần cùng với tông ghế các anh chị ha. Rồi Tiền nổ máy nha. Rồi đây Tiền tí xíu nè, Tiền tìm cái chìa khóa. Đây, chìa khóa của Ertiga các anh chị nha. Rồi vô lăng nè các anh chị, vô lăng ở đây là bọc da, dưới này giả vân gỗ như thế này ha. Nhìn rất là sang ha, bé bé xinh xinh. Những cái nút bấm là không có bị mờ chữ mất số gì hết, logo cũng còn rất là đẹp các anh chị. Xe mình đi 66.220 km ha. Xe đi 66.000 mà chất xe phải nói cực kỳ đẹp các anh chị. Dưới này táp lô là không có bị trầy xước gì hết ha. Anh chủ có trải thảm cho mình nè, lên cho mình hẳn một cái màn hình của xe test khá là xịn sò các anh chị ha. Camera này thì nó bị rớt ra rồi các anh chị, chưa có băng keo hai mặt để dây, dính cái này chắc nó hết keo rồi nè. Đấy, cần số cũng còn rất là mới, rất là đẹp nè các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ các anh chị ha. Tiên sẽ kiểm tra thật là chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chiếc xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp hoặc là chuyển khoản đặt cọc
Bên Tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho mình ha. Xe này thì anh chủ có lên đèn nội thất nữa các anh chị. Đèn nội thất ha, nhìn rất là sang luôn á. Rồi nhìn sơ giúp Tiền phần ốc của nắp capo, keo chỉ capo các anh chị, nguyên zin nhé. Tiền đang nổ máy luôn á, không biết là các anh chị nhà mình có nghe rõ tiếng máy không ạ. Đây. Rồi, phần ốc máy này các anh chị, nguyên zin nha. Chưa có dấu hiệu tháo mở gì hết, tem mát từ nhà máy vẫn còn, khung sườn máy móc nguyên zin. Đấy. Hôm qua Tiền có về một chiếc Etiga nhập Ấn Độ các chị, chiếc 2015 á. Xe đó về thì Tiền đã nhận cọc rồi. Con đó thì chỉ hơn 300 thôi. Để nhận cọc một cách nhanh chóng luôn ha. Nếu mà các anh chị nào mình mua hộp chiếc trước thì cân nhắc tham khảo lấy thêm chiếc này các anh chị nha. Rồi Tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Suzuki Etiga số tự động đời 2019 nè. Nhập Indo nguyên chiếc các anh chị, đi 66.000 km rồi. Bên Tiền thì đang bán em này với giá chỉ có 429 triệu thôi. Giá đây Tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới nè. Còn cần tư vấn chi tiết hơn về những thủ tục rút hồ sơ, thủ tục sang tên, thủ tục trả góp hay là thủ tục mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền thì cứ liên hệ Tiền để Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. Em này thì Tiền còn hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được tới 70% nha. Quan tâm chi tiết hơn thì liên hệ Tiền nè. 7 chỗ thì hiện tại bên Tiền cũng còn rất nhiều xe các anh chị. Còn XL7 2021 nè, màu trắng ha. XL7 2022 đang trên đường về nè. Innova là hiện tại là đang còn 2018, đang còn 2019 bản 2.0e số sàn nha, cũng đang trên đường về một chiếc Innova màu bạc nữa. Và đang chuẩn bị về, phải nói là rất nhiều xe ở thời điểm này các anh chị, rồi có Fortuner nè, rồi có Sedona, Santa Fe, Sorento Tiền đều có. Nên các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì cứ liên hệ Tiền, Tiền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tiền á, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.